Chào mọi người, mình là Trung bên kênh máy khoan pin cũ nha mọi người. Hôm nay là quay máy cao cho mọi người xem lựa chọn nhé. Đầu tiên là con máy này, EWA 150 này, nó chạy 5 bi nha mọi người, 5 ổ bi này, Kronos. Con này sản xuất ở Hàn Quốc, xuất Nhật nha mọi người, Hàn Quốc xuất Nhật. Đấy, khóa này, đó, bung cước này, đó, ok. Ok nha mọi người. Rồi. Đây, ngoại hình của nó đây, rất là đẹp luôn. Cái này tay phải nha mọi người, tay phải. Tay phải. Đó. À, con này con số số 1. Số 1 900. 900. Số 2 là con quái này. À, để mình tháo cái tem này ra. Đấy, tem này tem cũ rồi nha mọi người. Đây. Con máy gì đây? Tem cũng chạy 5 bi nha mọi người. Đây. Nó không chạy 5 bi. Đấy. Đây qua radio của nó tới 6.3 lận, radio 6.3 à. À, thắng này à, con lúc nãy mình quay thử thắng, con này thắng này à. Bung cước đây. Gạt cái này qua. Giữ thắng này. Thắng tự động bung lên nhé. À, còn cái này là rớt xuống đột phá luôn. Đó. Côn là đây nhé. Côn là xích côn là đây. Đấy. Có thông số gì đây. Ồ. 5,5 kg. Cá kéo được 5,5 kg à. Đấy. Ngoại hình của nó đấy nha mọi người, da băng này, con này da băng. Đấy. Chỉnh cái độ nhạy của cái này, đấy, ok. Đấy, thấy chưa, thấy chưa. Xíu quà. Ngắt thế à? Đó, ok. Con máy này là số số 2 700. Số 3 Shimano Bantam Direct Fire nha mọi người. Shimano Bantam Direct Fire. Đấy. Ok, có một nhiều thắng của nó. Bùng. Côn đây nhá. Đó. Cái này thì chỉnh độ nhạy của cái quạt. Ok. Đấy. Ngoại hình này Shimano Malaysia xuất Nhật nha mọi người, Malaysia xuất Nhật này,
cho cái trượt cước này. Ok. Đó. Này số 3. 400. Số 3 400 nha mọi người. Số 4 là con này hiệu gì đây? Mày tích cường bát sốt tơ 6309 nha. Mà nó viết nó in nó ngược ngược không biết. Đây. Cái này là của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người, Hàn Quốc xuất Nhật. Đấy, dùng tay phải luôn. Nãy giờ toàn máy tay phải thôi. Đấy. Ok, khóa này. Thắng này. Ok. Rồi, côn ở đây nhé. Lấy côn. Rồi. Đấy, con này con này. Sina cái gì đây. Rồi. Này là số 4. Số 4, 400.000. Số 4, 400.000. Đây. Số 5 là cũng con đấy, cũng con như lúc nãy nha mọi người. Cũng con như con số 4, số 5 con y con số 4 luôn. Đấy. À. Khóa. Ok. Côn. À ok mọi người, trượt cước này. Y chang, chỉ có ngoại hình thôi. Đấy. Số 5 400. Số 6 là một con Suzumi. Suzumi. Con này Korea xuất Nhật nha mọi người. Korea xuất Nhật. Wow. Tí nữa mình sẽ search xem thử xem cái tính năng này là tính năng gì nữa. À, cái này là khóa xuống này, tự động bung lên này. À. Này, khóa giữ luôn này. Khóa này tự động bung lên này, cái này khóa xuống là giữ này, khóa xuống là giữ luôn nhá. Đây, vặn với bung này. Còn chế độ này là khóa xuống là nó tự động bung lên luôn. Nha. Ok. Đây là côn. Đây là cái gì đây? À, đây là nới ra là nó không ăn, không ăn cối nữa. Ok. À, xem cái trượt cước chứ. Ok. Con này con số 6. Số 6, 350. Lên bằng tay của mình là nó nằm như thế này đây. Số 7 là con máy Daiwa Chino. Daiwa Chino, con này ra băng luôn nha. Này nó mắc cái chỗ dắt cái sợi cước rồi đó. Nó không sao nha. Đây, đây là thắng của nó này. Đấy, bùng. Qua là nó bùng, đấy. Ok. Còn này là côn. À, cái chỗ này lái luôn cái trục ra được nhé. Lái cấu ra được này, thấy không? Này là rút cấu ra luôn.
không siết lại đó, ok. Này. Nhả là để không ăn với cối, siết vào. Này chỉnh cái độ gì đó, micro break control gì đây, đây mã của nó đây, Gino Zucker XX chạy 2 OB nha mọi người, 2 OB. Đấy. Con này con số này máy tay phải nha mọi người, số 7, 250.000. Số 8 là con máy Olympic Strong 20X. Con này made in Japan. Đây. Cái này máy ngang hình như nó phân biệt giữa cái số này 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 là hết cỡ, 90 là hình như qua máy dùng dùng điện luôn rồi, dùng dùng pin luôn rồi, dùng ắc quy rồi. Đấy. Khóa ở kia này. Tắt chế độ. Đó. À. Nhả bông cước luôn này. Đó. Ăn. Cái đó. Tính năng rất là đơn giản. Kim loại này. Chỗ này thì chắc là graphic rồi. Olympic nha mọi người. Olympic. Con này da băng chắc cú rồi. Con này con số số 8. 450. Số 9 là con máy Daiwa chạy 5 bi GX30 này, con này size 30 của máy nằm đó. Nha. Máy nằm là như nó tính theo cái size kiểu đó. Da băng này nha mọi người, da băng này. Đấy. Ok. Đây là thắng này. Đấy. Chạy cái trục trong mà không chạy cần nhé. Cái này. Đó, trôi luôn. Hai chiều nhé. Khóa một chiều này. Ok. Côn đây. Lấy côn đây. Điều cước đây. Này, có ghi này, cước số 4 vào bao nhiêu đây? 350 mấy à, 250 mấy gì đấy. Số 5 vào 200 mấy thì số 6 170 mấy này. Đấy. Đây qua. Da băng. Con này con số 9. 800. Số 10 là con một con máy siêu star. Con này size 40 này, RV 4000. To bị chắc. Con máy mà cái thằng kêu mà mua về thả diều đó. Thả diều cái ông hết. Radio của nó 4.1. Này. Này, khóa một chiều này, mở này. Ok. Đây là thắng. Lấy côn này. Côn bên này chứ. Đấy, đấy à. Bùng cái thắng lại. Đó, ok.
Rồi. Này Korea xuất nhập nhá, Korea xuất nhập. Đấy, mình thì thử như thế thôi. Mấy năm nó cũng không rành cho lắm. Số 10. Con này 500. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0854 901 685. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship. Và trước khi mọi người nhận hàng, mọi người phải kiểm tra hàng cẩn thận nhé, xem hàng hóa nó có bị sai sót, nhầm lẫn gì không, và nó có bị gãy vỡ, nứt gãy gì trong quá trình vận chuyển không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho mình ngay lúc đó luôn, chứ còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng rồi bắt đầu báo cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.